Tôi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC 24 trên 7, chuyên cung cấp cho quý vị các thông tin nổi bật trong tuần vừa qua. Và ngay sau đây sẽ là các thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua ở phần đầu tiên. Biển visa cho du khách qua lại giữa Việt Nam Chile từ ngày 11 tháng 8. Thép giá rẻ Ấn Độ nhập vào Việt Nam tăng mạnh. Giá thực phẩm tăng cao để CPI tháng 7 quay đầu tăng. Thưa quý vị, từ ngày 11 tháng 8 tới thì người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông đi Chile sẽ được miễn thị thực và người Chile đến Việt Nam cũng sẽ được miễn tương tự. Theo hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông được chính phủ hai nước ký ngày 17 tháng 10 năm 2016, thì từ ngày 11 tháng 8 năm 2017, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế bên kia với thời gian lưu trú không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp khách muốn lưu trú hơn 90 ngày phải xin phép cơ quan thẩm quyền. Quy định miễn thị thực này không áp dụng cho những người nhập cảnh với mục đích thực hiện các hoạt động có thu nhập. Thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho hay là tính đến hết ngày 15 tháng 7, cả nước đã nhập khẩu hơn 8,3 triệu tấn thép với tổng kim ngạch đạt hơn 4,8 tỷ đô la. Trong đó, thì sản lượng thép nhập khẩu từ Ấn Độ đang tăng trưởng đột biệt. Theo Tổng cục Hải quan, trong các thị trường nhập khẩu của Việt Nam, sắt thép có xuất xứ từ Ấn Độ đang có sự tăng trưởng đột biến. Cụ thể đến hết tháng 6 năm 2017, sắt thép các loại có xuất xứ từ Ấn Độ nhập về Việt Nam tăng đột biến đến 20 lần về sản lượng và 13 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Lượng sắt thép xuất xứ từ Ấn Độ là 812.000 tấn, trị giá 422 triệu đô la Mỹ, với đơn giá khai báo bình quân là 519 đô la Mỹ một tấn, thấp nhất trong các thị trường cung cấp sắt thép chủ yếu cho Việt Nam. Trong khi đó đến hết tháng 6 có hai thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam đã đạt sản lượng từ 1 triệu tấn trở lên. Thưa quý vị, sau hai tháng giảm liên tục thì chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam trong tháng 7 đã quay đầu tăng, nhưng mức tăng không lớn chỉ 0,11%, nguyên nhân khiến cho CPI tháng 7 vừa rồi tăng trở lại được nghi nhận là do tác động từ việc tăng giá thực phẩm. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố hồi cuối tuần, CPI cả nước trong tháng 7 chỉ tăng 0,11% so với tháng 6, góp phần quan trọng vào sự việc tăng CPI trong tháng 7 đến từ sự tăng giá của nhóm thực phẩm. Theo đó, sau các đợt mưa bão liên tục, giá cả của các loại rau quả đã leo thang nhanh chóng. Giá các loại thịt gia súc, gia cầm cũng tăng lên do nguồn cung suy giảm sau so đợt giải cứu vừa qua. Các yếu tố này khiến chỉ số giá của nhóm thực phẩm tăng 0,87%, chỉ số nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vì thế tăng 0,54% so với tháng 6. Tuy nhiên, trong tháng 7 cũng có 3 nhóm giảm giá, trong đó nhóm giao thông giảm 1,5%. Do các lần điều chỉnh giá xăng dầu, nhóm bưu chính viễn thông và văn hóa giải trí du lịch cũng giảm, nhưng không đáng kể. Tính chung, CPI bình quân 7 tháng vừa qua đã tăng 3,19% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Liên quan đến những tranh cãi về tăng lương tối thiểu năm 2018, ông Phạm Minh Huân, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nguyên chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho rằng, lương tối thiểu năm 2018 chỉ nên tăng ở mức 5% đủ bù cho trượt giá và cũng đảm bảo lương thực tế cho người lao động hiện hội đồng tiền lương quốc gia đã tổ chức hai phiên họp nhưng vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. Ở phiên họp thứ nhất, mức đề xuất tăng lương tối thiểu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đại diện doanh nghiệp là 2%, còn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện cho người lao động là 13,3%. Có thể thấy trên nhau ở mức rất cao. Tuy vậy ở phiên họp thứ hai, cả hai bên đều có sự điều chỉnh. Vì vậy đề xuất của các bên chỉ còn trên nhau 3%. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện cho người lao động nên luôn luôn nhấn mạnh nhu cầu sống tối thiểu, mong muốn đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu nên đưa ra mức đề xuất cao. Còn VCCI và các hiệp hội đưa ra mức đề xuất dựa trên các khó khăn, nhất là tăng chi phí dẫn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nên đưa ra mức đề xuất thấp. Phiên họp thứ ba dự kiến vào khoảng đầu tháng 8 này, mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ được chốt để trình Thủ tướng Chính phủ cũng xoay quanh vấn đề trên. Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, căn cứ theo chỉ số CPI và GDP, lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng ở mức 6,5 đến 7,5% là hợp lý, vì vừa đảm bảo đến 90 đến 95% mức sống tối thiểu và không tạo nhiều sức ép cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong chuyên mục con số mỗi tuần kỳ này thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số 54%. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa mới công bố kết quả khảo sát về tiền lương, đời sống của người lao động trong các tháng đầu năm 2017. Theo đó thì có đến 54% người lao động cho rằng tiền lương, tiền công của họ không tương xứng với sức lao động mà họ đã bỏ ra. Cũng theo kết quả khảo sát thì có 51,3% người lao động có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống, 20,6% cho biết phải chi tiêu tàn tiện, kham khổ, 12% cho biết thu nhập không thể đủ sống và chỉ có 16,1% là có thể có tích lũy từ thu nhập. Cụ thể có tới 816 hộ gia đình được khảo sát có cả vợ chồng là công nhân và có hai người ăn theo. Trung bình thì một tháng chỉ chi tiêu hết 9 triệu đồng, tức là mỗi người lao động nuôi một người thì mức chi tiêu hết 4 triệu rưỡi một tháng, trong khi thu nhập trung bình của người lao động nhóm này là khoảng 4,7 triệu đồng một tháng. Hầu hết các khoản thu nhập được người lao động trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Nếu không có các khoản làm thêm giờ hỗ trợ từ phía doanh nghiệp thì tiền lương của người lao động rất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn và không thể có tích lũy. Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng kết quả khảo sát trên cho thấy đời sống người lao động trong năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn và cần phải được cải thiện. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức đáng chú ý ở thị trường thế giới trong tuần qua. Kinh tế EU bất ngờ bước vào giai đoạn phục hồi. Cuba ngưng cấp phép như ngành nghề để tránh bị trốn thuế.